Zalo em nghĩa xin mến chào thưa các bác nhá. Đến hẹn lại lên. Hôm nay là ngày thứ năm ngày 27 tháng 4. Nói chung là theo nhu cầu, nói chung cũng nhu cầu của các bác. Mùa này đang là mùa khô, các bác sử dụng tưới rất là nhiều. Thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác là có tất cả là 14 con máy bơm nước nữa các bác nhá. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác là có tất cả là 14 con máy cơm bơm nước. Thì em lên cho các bác cũng rất là nhiều máy đẹp như sau. Thì ngoài máy bơm nước ra thì em lên cho bác là có hai cây đặc biệt rất là xịn sò có các bác là có một con máy dòng máy tỉa rào dòng Komatsu dòng HT231 này và một con máy dòng máy dòng này dòng như giống máy cắt cỏ đấy các bác, đầu máy cắt cỏ nhưng mà cái cần lát các bác thể nhìn sơ qua này, con này rất là ngon nhá. Đấy, đặc biệt rất là ngon, dòng máy cắt cao tỉa rào hàng rào trên cao, cắt cành cây trên cao đấy, dòng này rất là ngon. Ngoài dòng những công ngoài công dụng là cắt cỏ ra thì bác có thể tháo cái đầu máy ra mình gắn vào máy cắt cỏ được. Đấy, các bác có thể nhìn sơ qua tùm tiếc này, rất mới nhá, dòng chế Warm Pro 2 kim luôn, nổ rất ngon. Và đến cho bác một con máy thương hiệu dòng máy bơm nước dòng Talaka. Con này thì Talaka dòng TCP25, con này thì nòng 34 ly. Và một con máy của dòng máy bơm nước dòng Marulaka 25cc, nòng cũng 34 ly, chế 2 kim. Một con máy của dòng máy Maruyama, con này công suất là dòng MP 25cc, con này thì nòng cũng 34 ly luôn, chế Warm Pro 1 kim. Và một con máy dòng máy Robin vuông, con này thì tem đỏ, máy màu đen. Và một cặp dòng máy Lativo công suất 26, nòng 34 ly, có trợ lực, chế Warm Pro tự động 1 kim. Và có lên cho bác là có 3 con máy dòng máy Maruyama. Đây là những con máy rất đẹp nhá. Theo nhu cầu của bác sử dụng là đang rất là thích những cái dòng máy này. Thì đa số là các bác mình lớn tuổi rất là thích những con máy mà màu xanh đẹp như thế này. Đấy các bác nhìn này, 3 con rất mới nhá, tình trạng phải đẹp trên 90%. Và em nên cho bác một con máy của dòng máy Cosin. Con này là bơm nước Cosin dòng SDV25, nòng 34 ly. Một con máy Lativo 26 và một con máy dòng máy Cosin nữa, con số 1. Đấy. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy trên thì liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng đây. Là số này 0947594678 và số này em có sử dụng Zalo các bác nhé. Và kênh của bên em là kênh Shop Trung Nghĩa Máy Nhật Bãi. Về các bác mua hàng bên em thì luôn luôn là mua hàng em không lấy cọc, các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ tại chỗ khi hàng về rồi mới thanh toán. Và giá trên thì em luôn luôn hoàn toàn bao ship và tặng đủ đồ cho bác là tổng 3 món nhá. Thứ nhất thì em sẽ tặng cho bác một cái tô vít để các bác mình chỉnh to nhỏ này, một cái tip mở buji này và một chai nhớt nhỏ. Đấy. Ngoài ra nữa thì bên em có bán nhớt động cơ 2 kỳ, các bác là mình cần mua thì có thể mua kèm theo để chuyên sử dụng cho nó dễ dùng. Nhớt này là nhớt Anger 2 thì nhá, nhớt này là nhớt rất là tốt. Đấy. Rồi. Trong khi like thì em sẽ báo rõ số lòng số ly và test lổ từng cây, các bác mình theo dõi và chú ý nhá để chốt máy. Đầu tiên sẽ đến cho bác cây đầu tiên, cây mã số cây TB01, đây mã ngày hôm nay, mã TB. Và các bác đặt hàng thì nhớ cho cái mã nhá, TB. Và đọc giúp em cái mã TB này. Và thứ này là ngày thứ năm, ngày 27 tháng 4. Đấy, các bác nhiều bác hay hỏi là máy màu đen, máy màu còn không, máy màu trắng còn không. Thì thật sự là bên em là không thể nhớ được, vì đặt bên em hàng ngày đang lên máy rất là nhiều. Cái đầu tiên giới thiệu các bác là một con máy thương hiệu của dòng máy bơm nước dòng Cosin. Con này là Cosin, dòng Cosin 25, dòng 34 ly. Công suất này thì tình trạng này thì cũng đều dính nguyên bản cho các bác này. Zin tự chế, nòng hơi và bô bị xăng dưới nguyên zin. Con này thì sử dụng ống hút vào cho các bác là hút vào 34 nhá. Và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Nó có thông số bơm nước cho các bác đây. Nó bơm được lưu lượng nước cho bác là 110 lít trên 1 phút này. Và nó kéo được quần ống dốc thẳng đứng cho bác là 32 mét nhé. Và đường chuồng là 105 mét. Đấy. Và con này thì nặng cho mình là 5,5 kg. Đấy. Em sẽ thử giật nổ cho các bác nghe thử con đầu tiên. Con này thì chân đế còn rất đẹp này. Bơm biếc còn mới. Rồi, giật nổ gì? Rồi, con này có đầu tiên con mã số con IP01, con này thì nòng 34 ly. Con này có giá cho mình là 1.300.000 các bác nhá. Mã số đầu tiên con IP01, con này thì màu vỏ màu đen, nhìn máy cực kỳ khỏe khoắn nhá. Đấy. Có rất trợ lực của Ruby này. Rồi, con đầu tiên mã số IP01 1.300.000 các bác nhá. Tiếp theo sẽ đến cho các bác mã số con tiếp theo, con số IP02, một con máy của dòng máy Nativo.
Con này thì có cái tên riêng cho mình là một con máy bơm nước của dòng máy thương hiệu dòng máy bơm Lativo HM26. Công suất này thì sẽ là 26 cc và nòng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, cũng zin tự chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Bô con này là bô bọng màu đen nhá các bác nhá. Đấy, và con này thì có cái xả áp này. Đấy, xả áp giúp máy dễ nổ. Và chế thì đi chế warm rồi tự động một kim. Đấy. Tình trạng máy thì con này thì tất cả nguyên zin, nó có thông số bơm nước này các bác này. Nó bơm được cả mức nước cho các bác là 115 lít trên 1 phút và nó kéo được quả đống dốc thẳng đứng cho các bác là 32 mét nhé, 32 mét và đường trường cho các bác là khoảng tầm 115 mét. Nó sử dụng ống hút vào cho các bác cũng là hút vào 34 ly và xả ra cho mình cũng là 34 ly hoặc là 25, 27, 21 đều được. Em sẽ thử giật nổ cho các bác nghe thử con mã số IP con 02 này nhá. Con này thì còn nguyên bốn cái đế chân cao su này. Đấy, rất êm nhá. Rồi, con này có mã số con IP02, con này thì nòng 34 ly, con này cũng có giá cho mình là 1.300.000 các bác nhá. Các bác có thể nhìn sơ qua nước sơn vỏ viết này. Đấy, nòng hơi này, nguyên zin hết các bác nhá, rất đẹp. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác mã số con IP con 03, một con máy chuyên về dòng máy bơm nước đây. Con này là một con máy thương hiệu của dòng máy bơm nước Cosin, chuyên sử dụng để bơm nước. Con này thì có cái tên riêng cho mình là một con máy Cosin dòng SEV25. Công suất này thì sẽ là 25 cc và nòng là 34 ly của tập đoàn Kyoto Japan. Đấy. Con này thì tình trạng của nó thì cũng đều nguyên zin cho mình từ chế này. Nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Các bác có thể nhìn sơ qua bình xăng dưới rất mới nhá. Chế thì chế warm rồi chế hai kim nữa các bác, hai kim này. Đấy, kim chỉnh to nhỏ này, chỉnh cả anti phía trên. Vú bơm thì vú bơm xăng phụ ngay bên cạnh hông. Đấy, rất mới. Công tắc này đầy đủ hết các bác nhá. Con này thì sử dụng ống hút cho mình cũng là hút vào 34. Đây, hút ra 34 và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Và nó có thông số bơm nước cho các bác ở bên cạnh hông này nhá. Nó bơm được 110 lít trên 1 phút và nó kéo được con ống dốc thẳng đứng cho các bác là 32 m và đường trường cũng là 105 m và con này thì nặng cho mình 5 cân rưỡi. Này, sử dụng ống hút cho mình cũng là hút vào 34 và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Em sẽ thử giật nổ cho các bác nghe thử con mã số con IP03 này nhá. Rồi, con này con mã số con IP03, con này thì nòng 34 ly, tình trạng máy chuyên về sử dụng dòng máy bơm nước Cosin. Con này có giá cho mình là 1.400.000 các bác nhá, 1.400.000. Con này đèn óng luôn, tất cả này các bác nhìn này, vỏ viếc đen này, rồi trục giật đen này, rồi nắp bô e này, nắp bình xăng, tất cả đèn óng luôn. Đấy. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác con mã số IP con 04, một con máy bơm nước của dòng máy Maruyama. Các bác có thể nhìn con này, nhìn bên ngoài này, các bác có thể nhìn bên ngoài nó màu sơn rất là mới nhá, đẹp cực kỳ, trong như màu xanh nước biển luôn. Con này thì có cái tên riêng cho mình là một con máy dòng máy bơm nước dòng Maruyama dòng PP252MA. Công suất này thì sẽ là 25 cc và nòng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối, là zin cho bác là tự chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Các bác là mình đang muốn mua một cái máy bơm nước mà nó dễ nổ một chút, mà xách nó nhẹ, mà các bác mình lớn tuổi mà mình khó giật, mà mình nói chung là mình giật nó hơi yếu rồi, mình muốn mua một con nó dễ giật một chút thì có thể lấy con này, vì con này nó có cái chụp giật là chụp giật trợ lực. Các bác có thể nhìn thấy cái tay cầm này, thiết kế đấy cực kỳ chắc chắn nhá. Và đặc biệt màu sơn là các bác có thể nhìn màu sơn phía dưới này đấy, rất đẹp. Con này thì cũng có thông số cho các bác đây, nó bơm được lưu lượng nước cho bác là 115 lít trên 1 phút và nó kéo được con ống dốc thẳng đứng cho các bác là 36 mét và đường trường thì khoảng tầm 115 mét. Và nó sử dụng ống hút cho mình cũng là hút vào 34 và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Nó có bơm có ký hiệu của bên Maruyama ở đây, tem mác của Maruyama nhá. Đây. Đấy, rất đẹp. Em sẽ thử giật nổ cho các bác nghe thử con mã số IP con 04 này có trợ lực. Rồi, con này con mã số IP con 04 nòng 34 ly, con này có giá cho các bác là 1.500.000, mã số IP 04.
Tiếp theo, em sẽ đến cho bác mã số IP05, một con máy có dòng máy Maruyama. Con này thì cũng có tên cho mình là một con máy có thương hiệu dòng máy Maruyama, dòng PP2520A của hiệu máy Maruyama PXM. Công suất này thì cũng sẽ là 25cc và lòng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho bác, cũng zin tự chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Nó cũng đi hoàn toàn nắp xăng kín và có sử dụng lỗ sạc khí riêng các bác nhé. Đây, sạc khí riêng ngay phía sau này, các bác nhìn cái lỗ sạc khí đây đấy, và cái tem mát nó còn rất mới nhá, có chữ Nhật này, tem nó còn rất đẹp. Con này màu vỏ đỏ au luôn. Con này thì đặc biệt cũng rất là nhẹ nhá, con này khoảng tầm 3 kg thôi, vì các bác có thể nhìn sơ qua này, những con bơm khác nó rất là to. Đây, con này to này, nhưng mà cái bơm này thì là chút xíu thôi, nó bằng cái bát con nhà bác ăn cơm thôi đấy. Con này thì sử dụng ống hút cho các bác cũng là hút vào 34 cho mình, và xả ra cho mình cũng là 34 25 27 đều được. Thông số bơm nước thì nó y hệt những con khác nhé. Em sẽ thử dập nổ, các bác nghe thử con mã số con IP05 này, một con máy rất đẹp của hiệu Maruyama. Rồi, tiếng bô nổ gà cũng rất gắt, bộ bọng trắng sáng này. Con này có mã số IP05, nòng 34 ly. Con này có giá cho các bác cũng có 1.500.000 nhé. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác con mã số IP06, cũng một con máy Maruyama màu xanh rất đẹp như này nữa. Con 04 các bác là chốt hụt thì có thể đến con 06 này. Con 06 này đẹp hơn này. Con này thì có cái tem mác màu xanh này này. Đấy. Con này cũng có tên riêng cho mình là một con máy hiệu của máy Maruyama dòng PP252MA. Công suất này cũng là 25cc và nòng cũng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, là zin tự chế, nòng hơi và bô bình xăng dưới nguyên zin. Các bác thể nhìn sơ qua cái bình xăng này đẹp nhá, rồi vỏ viếc màu xanh này, có giật trợ lực và chế thì chế quang đồ tự động 1 kim. Bơm thì hoàn toàn là bằng nhôm hết, cực kỳ chắc chắn này các bác này. Đấy, nó có thông số cho các bác đây, nó bơm được lưu lượng nước cho các bác là 115 lít trên 1 phút, và nó kéo được cái ống dốc thẳng đứng cho các bác cũng là 36 mét nhá, và đường trường cho bác là khoảng tầm 115 mét, gần 120 mét luôn. Và con này thì sử dụng ống hút vào cho bác cũng là hút vào 34, và xả ra cho mình cũng là 34 25 27 21 đều được, có tem mác của Maruyama và dán dưới này đấy. Em sẽ thử dập nổ cho các bác nghe thử con mã số IP con 06. So, con này mã số IP con 06, lòng 34 ly. Con này có giá cho các bác là 1.500.000. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác con mã số IP con 07 nhá, một con máy dòng máy bơm nước Lativo, thương hiệu bơm nước Lativo. Con này thì có cái tên riêng cho mình là một con máy bơm dòng máy Lativo HM26. Công suất này thì sẽ là 26cc và lòng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, cũng zin tự chế đây, nòng hơi và bô bình xăng dưới cũng nguyên zin, và con này thì cũng có cái giật trợ lực luôn, trợ lực lớn nhá các bạn nhìn này đấy. Và chế thì cũng đi chế quang đồ tự động 1 kim thôi. Nó không, nói chung là con này thì con số 06 và 07 thì nó cũng rất là giống nhau, nhưng mà con này thì khác, một cái này thương hiệu khác nhau đấy. Cái này công tắc của nó ngay trên đây đấy. Nó có thông số cho các bác này, thông số con này thì nó bơm được lưu lượng nước cho bác là 115 lít trên 1 phút luôn, và nó kéo được quả ống dốc thẳng đứng cho các bác là cũng 32 mét, và đường trường thì khoảng tầm 115 mét nhé. Và nó sử dụng ống hút vào cho các bác cũng là hút vào 34, và xả ra cho mình cũng là 34 25 27 21 đều được. Em sẽ thử giật nổ cho các bác nghe thử con mã số IP con 07 này. Rồi, con này mã số IP con 07, con này thì nòng 34 ly, con này có giá cho các bác là 1.300.000. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác con mã số IP con 08, một con máy của dòng máy bơm Lativo nữa. Con này thì con 07 và 08 thì giống nhau các bác nhá. Con này thì tình trạng của nó cũng đều nguyên zin, tự chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới cũng nguyên zin hết, và cũng là bơm của dòng máy bơm Lativo có trợ lực. Chế thì cũng đi chế quang đồ tự động 1 kim đó. Và con này thì có thông số cho các bác này, nó bơm được lưu lượng nước cho các bác là tem phần sau này ghi tem còn rất đẹp này, tem mới sáng trưng luôn. Nó có thông số bơm nước cho các bác là 115 lít trên 1 phút, và nó kéo được cái ống dốc thẳng đứng cho các bác cũng là 32 mét,
và đường trường cũng là 115m. Và con này thì sử dụng ống hút vào cho bác cũng là hút vào 34 và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Rồi, giờ sẽ tranh thủ giật nổ để các bác nghe thử lại con mã số IP con 08 này các bác nhá. Một con máy dòng Lativo có trợ lực. Rồi, tiếng bô nổ nghe rất giòn. Con này mã số IP con 08 nòng 34 ly. Con này có giá cho các bác là 1.300.000 nhá. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác mã số IP con 09, một con máy bơm nước của dòng máy bơm Probin. Con này thì có cái tên riêng cho mình là một con máy bơm thương hiệu dòng máy bơm Robin dòng EC025GR. Và công suất con này thì cũng sẽ là 25cc và nòng là 34 ly các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đều nguyên zin nguyên bản cho các bác này, zin tự chế này. Rồi nòng hơi phía sau này, bô này, bình xăng dưới này, tất cả cũng đều nguyên zin. Các bác có thể nhìn sơ qua bốn cái đế bên chân bơm này. Rồi nó có thông số bên cạnh cho các bác này, nhìn rất là dễ nhìn đây. Con này thì có bơm được lưu lượng nước cho bác là 110 lít trên 1 phút và nó kéo được cột ống dốc thẳng đứng cho các bác là 35m và đường trường cho các bác là khoảng tầm 114m nhá. Chỉ còn 6m nữa thôi là 120m. Và con này thì nặng cho các bác là rất là nhẹ, chỉ có 4,5 cân thôi. Và bơm của thương hiệu dòng máy bơm Cosin cũng do Medinjaban sản xuất. Em sẽ thử giật nổ để các bác nghe thử con mã số IP con 09 này. Rồi, máy nổ ga rất gắt. Con này có mã số IP con 09 nòng 34 ly. Con này có giá cho các bác cũng là 1.300.000 các bác nhá. Mã số IP 09. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác mã số IP con 010, một con máy bơm nước của thương hiệu dòng máy bơm Maruyama. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy bơm Maruyama dòng PP252A. Công suất này thì sẽ là 25cc và nòng cũng là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều nguyên zin nguyên bản cho các bác nhá. Zin tự chế này, nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin. Con này thì đi cho bác là hoàn toàn lắp xăng kín và con cũng có sử dụng lỗ xả khí riêng phía sau đây. Đấy, có nhìn lỗ xả khí này. Đấy, chế thì chế gom rồ tự động một kim, rất là dễ dùng. Màu vỏ của Maru này rất là đỏ nhá. Và con này thì bơm cho các bác có thông số bên cạnh hông này. Nó bơm được lưu lượng nước cho bác là 115 lít trên 1 phút và nó kéo được cuộn ống dốc thẳng đứng là 36m và đường trường cho bác khoảng tầm 118m, gần 120m nhé. Và nó sử dụng ống hút vào cho bác cũng là hút vào 34 luôn và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Nó có bơm quả dán tem mác của ký hiệu của Maruyama ở phía sau này. Đấy, cực kỳ uy tín nhé. Tem mác này, các bác nhìn này, tem rất mới luôn, màu vỏ đỏ ao. Em sẽ thử giật nổ cho bác nghe thử mã số IP con 010 này. Rồi, con này có mã số IP con 010 nòng 34 ly. Con này có giá cho các bác là 1.400.000, mã số IP 010. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác mã số IP con 011, một con máy bơm nước của hiệu Marulaka. Con này thì tình trạng của nó thì cũng đều zin nguyên bản cho các bác nhá. Con này thì sử dụng chế là chế 260, chế 2 kim và tình trạng của nó thì đều nguyên zin từ nòng hơi này, bô viếc này, bình xăng dưới nguyên zin và cũng có cái giật trợ lực cho mình. Đấy, chế thì chế 2 kim này thì cực kỳ dễ dùng rồi. Các bác nào dùng máy cắt cỏ 2 kim thì có thể biết. Nó có bơm được lưu lượng nước cho bác này. Nó ghi là thông số này. Dòng máy Marulaka dòng RAP252HM26H. Và đã bơm được lưu lượng nước cho bác là 115 lít trên 1 phút. Và nó có kéo được cuộn ống dốc thẳng đứng cho bác là 32m. Và nó sử dụng ống hút vào 34. Và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Em sẽ thử giật nổ cho bác nghe thử cái mã số IP gần 011 này nhá. Rồi, tiếng nổ bồ nghe rất giòn. Con này mã số IP con 011 lòng 34 ly. Con này có giá cho các bác cũng có 1.300.000. Tiếp theo, em sẽ đến cho các bác mã số con IP con 012, một con máy của dòng máy bơm nước dòng Talaka. Con này thì có cái tên riêng cho bác là một con máy thương hiệu của dòng bơm nước Talaka dòng TCP25. Công suất này thì cũng là 25cc và cũng là lòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều nguyên zin nguyên bản này các bác nhé. Zin tự chế, rồi
nòng hơi và bô, bình xăng dưới tất cả cũng đều nguyên zin. Lối sử dụng ống hút vào cho các bác cũng là hút vào cho mình là 34 và xả ra cho mình cũng là 34, 25, 27, 21 đều được. Cái này thì tình trạng máy móc bơm thì còn nổ rất là ngon, nhưng mà cái bơm thì các bác để ý cho một chút là cái này do bên bên em hay để ngoài bãi nhiều này, nó hơi oxy hóa một chút nhưng mà đặc biệt bơm còn sử dụng rất là tốt nhé. Đấy. Em xin giật nổ cho các bác nghe thử con mã số IP con 012 này, con Talaka. Con này rất là dễ dùng. Rồi, cái dòng máy Talaka này thì các bác để ý giúp em là nó không sử dụng công tắc nhé. Các bác chỉ cần kéo ga lên, giật nó nổ thôi. Các bác nhả hết ga về thì nó sẽ tắt. Còn cả ga vừa nó sẽ sử dụng được. Đấy. Con này có mã số IP con 012. Con này thì cũng lòng 34 ly. Hiệu máy của Talaka. Con này có giá cho bác là 1.250.000 nhé. Đấy. Bơm nước siêu nhẹ nhàng. Các bác nhìn cái đế chân bơm này. Đấy. Rất là chắc chắn. Tiếp theo, em sẽ đến cho bác phần 2. Một con lô máy IP con 013, một con máy của dòng máy dòng tỉa hàng rào trên cao, dòng của Talaka. Con này thì là một con máy của thương hiệu của dòng máy Talaka, nó ghi đầy đủ phía sau cho các bác đây. Con là Talaka dòng TPH227TS, công suất nó là 22cc và nòng là 32 ni. Tình trạng máy thì cũng đều nguyên zin nguyên bản cho các bác, là từ chế nòng hơi và bô, bình xăng dưới nguyên zin, đi chế One Pro chế 2 kim. Và con này thì đặc biệt có cái giật là giật trợ lực. Và tum này thì đang sử dụng là tum rời hoàn toàn nhá, tum 260. Ngoài công dụng là các bác có thể thấy cái bộ cái tỉa hàng rào này này, các bác nhìn này từng chi tiết này. Đấy, từ cái tum trước này. Màu xanh ngọc nhá, tem mác này. Rất là mới luôn. Này, tay cầm này, ghi đông này. Đấy, rồi hai lưỡi này. Các bác nào mình đang có cái vườn cây bonsai mà muốn tỉa hàng rào, các bác mình không phải leo thang, có thể dùng những con này tỉa thì rất là ngon. Và ngoài cái tỉa hàng rào ra, các bác thể tháo cái bộ tum này ra, mình gắn cái bộ cần máy cắt cỏ 26 vào, mình có thể cắt cỏ được con này. Đấy, rất ngon nhé. Em sẽ thử giật nổ các bác nghe thử con mã số IP con 013 này, rất là xịn sò. Rồi, con này con mã số IP con 013, con này thì nòng 32 ni, con này có giá cho bác là 1.600.000. Cái này công tắc của nó đây nha các bác nhá. Công tắc này, chỉ cần ấn vào là tắt này. Đấy, ấn mà tắt nhá. Đây, stop này. Đấy, rất xịn sò luôn, bình xăng màu xanh này luôn. Lại sẽ quay sơ qua lưỡi này. Ga này, cần lắp này. Từng chi tiết một các bác nhá. Thiết kế của dòng Talaka này. Đấy, rất đặc biệt, hai lưỡi rất sắc. Đấy. Rồi. Tiếp theo sẽ đến cho các bác con mã số cuối cùng, con IP con 014, một con máy của dòng máy tỉa hàng rào hay gọi là hái chè cũng được, con này là vừa tỉa hàng rào vừa hái chè được luôn nhá, của dòng máy Komatsu. Con này là một con máy của dòng máy Komatsu dòng HT231. Công suất này thì sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều nguyên zin nguyên bản tuyệt đối cho bác, là zin từ chế, rồi nòng hơi và bô, bình xăng tất cả cũng đều nguyên zin. Con này thì đi chế One Pro chế 1 kim tự động nhá. Và công tắc của nó thì ngay phía trên hông này. Đấy. Cái này là bên chữ nhật này. Chữ nhật họ ghi. Các bác nhìn cái con này màu cam này. Rất đẹp nhá. Giờ này thì các bác thì sử dụng tỉa hái chè, đặc biệt con này thì còn rất là đẹp. Em chỉ còn có một con để bán lốt cho bác thôi, giá khuyến mãi cho bác luôn. Đấy, tình trạng này. Rất mới nhá, còn nguyên lưỡi. Đấy. Em sẽ giật nổ cho bác nghe thử con mã số IP con 014 này. Máy nổ phải loại là siêu gắt luôn. Con này con cuối cùng mã số IP con 014, con này thì nòng 32 ni, con này có giá cho bác là 1.400.000, mã số IP 014.
Rồi, hôm nay thì em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có tất cả là 14 cái máy. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy trên thì liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng đây. Là số 0947594678 và số này em có sử dụng Zalo các bác nhé. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa, máy Nhật bãi. Để các bác mua hàng với anh em thì luôn luôn là em không lấy cọc, có quyền kiểm tra được giật nổ tại chỗ khi hàng về để mới thanh toán. Video em tới đây cũng khá là dài rồi, các bác thấy hay cho em lượt like và đăng ký kênh. Xin chào các bác ở những video lần sau.